Xin chào mọi người, hôm nay chiến thần ở rễ lại biến nữa, át thua rồi đó. Chịu, cao thủ tu chân có một clip. Chàm rễ, phế vật, tập 4. Biệt thự, nhà họ Từ. Bên trong một căn phòng cổ kính, một người đàn ông tóc bạc, có sắc mặt tái nhợt và nước da đồi mồi đang nằm trên giường. Trên mu bàn tay ông cụ vẫn đang truyền dịch nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt lại không hề nhúc nhích, giống như là đang bị hôn mê. Hơi thở của ông ta rất mong manh, mạch đập cũng giống như thế. Nhưng mà tuy mỏng manh nhưng mà cũng chưa dừng lại. Ông Tần đang cầm lấy những cây kim châm dài, nhỏ, lóe sáng để châm lên người ông cụ. Ông châm rất chậm, cũng rất cẩn thận. Mỗi một cây châm đều đâm chính xác vào trung tâm của từng huyệt đạo. Châm hơn 10 cây châm, ông đã bắt đầu thở dốc, sắc mặt ngày càng khó coi. Một giờ sau, ông Tần đi ra khỏi phòng. Ông Tần, bố của tôi như thế nào rồi? Một đám người lao tới, một người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên hỏi. Cậu chú Mã cũng đứng bên cạnh vẻ mặt thân thiết. Rất không xong. Sắc mặt ông Tần nghiêm trọng, sau đó hỏi, ai là bác sĩ điều trị cho mấy vậy? Có thể mời người đó đến đây được không? Tôi có mấy câu muốn hỏi người đó. Được, ngài chờ một lát. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó ném một ánh mắt cho người đứng ở bên cạnh. Một lát sau, Tô Cối với vẻ mặt vô cùng tiều tụy bị túm lại đây. Các người mau thả tôi ra, tôi nói cho mấy người biết, các người tự tiện khống chế tự do của tôi là làm việc với trái pháp luật. Tô Cối vội vàng hét lớn, chúng tôi không khống chế tự do ông, chúng tôi chỉ mời ông đến để trị bệnh cho ông nội của tôi thôi. Ông là bác sĩ riêng của ông nội tôi, chờ ở chỗ chúng tôi không phải là chuyện rất hợp tình hợp lý sao? Tô Thú Huyền hừ một tiếng nói ra. Tô Cối còn định nói cái gì đó nữa, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào. Nơi này là thành phố Giang Nam. Mánh khóe của nhà họ Từ có rất nhiều, đừng nói là nhốt ông ta, cho dù là giết ông ta, lấy năng lực của nhà họ Từ cũng không phải là không thể làm được. Anh chính là bác sĩ Tô sao? Ông Tần đi đến hỏi, ông là... Tôi là Tần Bách Tùng. Tần Bách Tùng, vị Diêm La sống kia sao? Tô Cối vô cùng khiếp sợ nói ra. Tôi hỏi anh, có phải kỹ thuật châm cứu mà anh đã dùng là quyển Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên của Tôn Tư Mạc hay không? Ông Tần nghiêm túc hỏi. Ông Tần, ngài cũng đã đọc qua rồi sao? Đã từng mượn được một người bạn để xem qua, nhưng mà anh lại nhìn thấy nó từ đâu vậy? Tôi tiêu tiền để nhờ người tìm mối quan hệ. Tô Cối khóc không ra nước mắt. Mẹ tôi bị nhồi máu não, cao huyết áp. Tôi nghĩ rằng phương pháp này có thể trị khỏi cho bà ấy. Vậy mẹ của anh đâu? Đang ở nhà. Bà ấy không có chuyện gì sao? Vẻ mặt Tần Bách Tùng kinh ngạc hỏi. Không có chuyện gì hết. Sao có thể như thế được chứ? Tôi nhìn thấy cách anh châm cứu hoàn toàn không hề đúng. Theo lý mà nói, tình huống của mẹ anh đúng là phải giống như Từ Diệu Niên mới đúng. Sao có thể bà ấy thì không có việc gì mà Từ Diệu Niên lại biến thành như thế này được? Tần Bách Tùng nhíu mày nói. Cách châm cứu không đúng sao? Tô Cối ngơ ngác nói. Lần châm cứu cuối cùng của anh rõ ràng là bị lệch. Quả đúng là làm bậy. Vấn đề của Từ Diệu Niên cũng là ở cây châm cuối cùng này. Tần Bách Tùng lạnh nhạt nói. Cây châm cuối cùng này quả đúng là giết người bừa bãi. Cái vị trí đó chính là tử huyệt. Nhìn từ dấu vết mà lỗ châm để lại thì Tô Cối hoàn toàn là đang có ý giết Từ Diệu Niên. Cho nên đối với bộ dạng chật vật kia của Tô Cối, ông Tần cũng không hề cảm thấy đáng thương một chút nào. Khi nghe thấy điều này, một người đàn ông to con đứng bên cạnh trực tiếp vọt tới nện một quyền trên mặt Tô Cối. Ơi! Tô Cối bị đánh đến mức quỳ đạp trên mặt đất. Nửa khuôn mặt đều sưng vù lên. Ông lầu đầu khốn kiếp. Hai mắt người đàn ông kia đỏ bừng rồi quát lớn. Ông đúng là đồ lăng băm. Thế mà lại muốn hại ông nội của tôi. Tôi giết chết ông. Nói xong liền muốn xông lên dạy dỗ Tô Cối. Tư phán. Lúc này người đàn ông trung niên kia nghiêm túc hét lớn một tiếng. Cả người Tư phán run lên. Lui sang một bên đi. Người đàn ông trung niên nói tiếp, Từ Phán chỉ có thể cúi thấp đầu, lui sang một bên. Vâng, cha. Người đàn ông trung niên kia là con trai của ông cụ nhà họ Từ, Từ Thiên. Nhưng khi ở nhà họ Từ là có quyền lực tuyệt đối. Những nhân vật trong cả thành phố Giang Nam không ai dám gọi ông ta một tiếng chú Thiên. Ông ta đẩy gọng kính trên sống mũi lên, cũng không để ý tới Tô Cối, chỉ lễ phép nói. Ông Tần, tình huống của cha tôi như thế nào rồi? Nên như tôi tới chậm một chút nữa, chỉ sợ là chỉ có thể nhặt xác cho Từ Diệu Niên. Bây giờ tình huống của ông ta đã được tôi làm cho ổn định lại. Trong vòng 5 giờ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau 5 giờ cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Ngay cả ông cũng không trị được sao? Từ Thiên ngạc nhiên hỏi. Nếu như không có một châm này thì tôi hoàn toàn có niềm tin. Nhưng một châm này đã hoàn toàn làm loạn mạch tượng trên người Từ Diệu Niên. Từ Diệu Niên có thể còn sống là cả một kỳ tích rồi.
Nếu như muốn kéo ông ta từ quỷ môn quan về, vậy thì tôi cũng không nắm chắc. Tần Bách Tùng thở dài nói, hơi thở của những người nhà họ Từ đều run lên, lại nhìn về phía Tô Cối là hệt đến mức không thể ăn tươi nuốt sống ông ta. Tô Cối sợ đến mức cả người run lẩy bẩy. Nếu như ông cụ thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Cối, tôi cho phép ông mời luật sư, tôi sẽ thông qua thủ đoạn của pháp luật để truy cứu trách nhiệm của ông. Chuyện này ông cứ yên tâm, nhưng mà tôi cam đoan là nhất định ông sẽ chết rất khó coi. Gương mặt Từ Thiên không chút nào thay đổi. Tầm quan trọng của nhà ông cụ Từ với nhà họ Từ không cần nói phụng phí. Bây giờ nhà họ Từ có thể ngồi an ổn ở vị trí thế gia thứ nhất thành phố Giang Nam cũng là bởi vì có ông cụ ở đây. Nên như ông ta có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì đây chính là đòn đánh chí mạng trước giờ chưa từng có đối với nhà họ Từ. Những gì mà Từ Thiên nói từ trước đến nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Cối nghe vậy, đại não có một tiếng nổ lớn. Nửa ngày sau, ông ta giống như là chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, cậu chủ Từ, tôi thực sự là vô tội, trách nhiệm này không thể hoàn toàn trút lên đầu tôi được. Không để lên đầu ông, chẳng lẽ còn để lên đầu đầu nhà họ Từ chúng tôi sao? Từ phần tức giận nói, Tô Cối nơm nớp lo sợ. Đột nhiên ông ta giống như là nghĩ ra cái gì đó, vội vàng hét lên, thật ra trách nhiệm của việc này là để cháu rể của tôi tự gánh vác. Cháu rể ông sao? Đúng đúng đúng, ban đầu tôi không định châm cây châm cuối cùng này xuống, nhưng cháu rể của tôi đã dạy tôi làm như vậy. Tô Cối vội vàng nói, nếu mà nói đến trách nhiệm, hẳn là các người nên đi tìm cậu ta mới đúng, tôi là người vô tội. Nghe nói như thế, người nhà Từ lại càng tức giận không thôi. Cậu chủ Mã sửng sốt một chút, thì thầm nói một mình, chẳng lẽ là Lâm Minh sao? Cậu ta cũng là trung y sao? Từ Thiên hỏi lại, cũng cũng được coi là thế đi. Tô Cối lo lắng không thôi, gọi điện thoại cho nhà họ Tô, báo người cháu rể kia cút lại đây, nếu như ông cụ xảy ra vấn đề gì, những người có liên quan đừng hòng mà chạy thoát được. Từ Thiên quay đầu lại nói, vâng, người bên cạnh chạy đi. Cậu chủ Mã nghe thế, khóe miệng dương lên, không nói lời nào. Có lẽ Lâm Minh và Tần Bách Tùng có quen nhau, nhưng lập tức từ nhà họ Từ đã ra tay với anh, cậu chủ Mã như anh ta cũng cần phải ra mặt nữa. Lâm Minh tự cầu phúc cho chính mình đi. Cậu chủ Mã cười thầm, vẻ mặt Tần Bách Tùng kỳ quái, các người đang định làm cái gì vậy? Tôi không không nói là Từ Diệu Niên không cứu được nữa. Cái gì? Ông Tần, ông nội của tôi còn cứu được sao? Đám người Từ Thu Hiền vội vàng hỏi, tôi thì không cứu được, nhưng mà ở đây tôi đã từng gặp một người quen cũ, tôi nghĩ là dựa vào y thuật của cậu ấy hẳn là có thể chữa khỏi cho Từ Diệu Niên. Tần Bách Tùng cười nói, thật sao? Từ Thiên kích động tiến lên, đương nhiên rồi. Tần Bách Tùng vuốt trâu mà cười. Lời này vừa nói xong, người nhà Từ đều vui sướng không thôi. Tôi có chút sửng sốt, sau đó liền thở dài ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu ông cụ Từ có thể sống lại, và ít nhất ông ta cũng đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng mà trách phạt là không thể tránh được. Loại thế gia như nhà họ Từ cũng không khoan hồng độ lượng đến như vậy. Ông Tần, người quen cũ kia của ông ở đâu? Ngay lập tức tôi sẽ sắp xếp xe để đón cậu ấy. Từ Thiên vội hỏi, không vội. Trên thực tế tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Tôi vừa mới gặp được cậu ấy thôi. Tôi đánh chừng nếu cậu ấy không ở thành phố Giang Nam thì cũng ở thành phố Trường Giang. Chờ tôi gọi điện thoại hỏi cậu ấy xem. Tần Bách Tùng cười cười cầm điện thoại di động lên. Từ Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lệ khí trong mắt dưới cặp kính vẫn chưa biến mất. Nếu như ông cụ có thể khôi phục lại, vậy 2 ngày này hãy để Tô Cối và tên cháu rể kia của hắn đến đây hầu hạ ông cụ. Cha đã gọi người đến nhà họ Tô rồi, được. Tại nhà cũ nhà họ Tô, một câu nói của Tô Bắc khiến cho Tô Nhan đứng ngây ngốc tại chỗ. Người nhà họ Tô hoặc là trầm mặc hoặc là cười lạnh, còn có một số người lên tiếng ủng hộ Tô Bắc. So với Lâm Minh, giá trị của Tô Cối đương nhiên là lớn hơn anh rất nhiều. Huống hồ Tô Cối chính là đứa con mà bà cụ yêu thương nhất, mà Lâm Minh lại là đứa cháu rể mà bà cụ chán ghét nhất. Cân nhắc như thế nào, vừa mới nhìn thấy là đã hiểu ngay. Chỉ thấy bà cụ Tô suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Tiểu Bắc nó không sai, Lâm Minh, việc này đúng là thực là cậu cũng có trách nhiệm, lại còn là trách nhiệm chính. Bà nội, Tô Nhan nóng nảy nói ra, nhưng mà bà cụ Tô lại nâng tay lên, ngăn cô nói chuyện. Bà cụ Tô, bà muốn tôi làm như thế nào? Gương mặt Lâm Minh không chút nào thay đổi. Ngay cả 2 tiếng bà nội, anh cũng không thèm gọi nữa. Đối với nhà Tô, anh rất thất vọng. Trước kia, khi anh giả bộ là một tên phế vật, nhà Tô châm chọc khiêu khích, anh cũng có thể chịu được. Dù sao lúc đó, thoạt nhìn, anh thật đúng là rất vô dụng. Cũng bởi vì anh mà Tô Nhan không thể đi vào nhà họ Mã, nhà Tô không thể bám lấy cái đại thụ nhà họ Mã được. Dựa vào những chuyện này, bất kể là người nhà Tô nói móc hay là chửi đua anh cũng sẽ nhẫn nhịn. Nhưng mà bây giờ, người nhà Tô lại làm ra những hành động quá đáng. Bà họ đã hoàn toàn không thèm để ý tới tình thân nữa rồi. Bà họ chỉ có quyền lợi, chỉ cần tự bảo vệ chính mình. Lâm Minh Anh cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa. Bà cụ họ Tô cũng có người tức giận. Bà đứng dậy, nghiêm túc nhìn Lâm Minh mới mình nói. Cháu ạ, à,
Bà nội biết những hành động trước đây của cháu đều bắt nguồn từ tấm lòng tốt bụng. Đây là vì muốn cứu bà nội, nhưng sai chính là sai. Chuyện này không thể thay đổi được. Nếu như không phải do cậu, thì chú hai của cậu đã không gặp phải chuyện hôm nay. Cho nên bà nội hy vọng cậu có thể đi đến nhà họ Từ, gánh vác tất cả trách nhiệm để cho chú hai cậu quay về, đã hiểu chưa? Không được. Ngay lập tức Tô Nhan hét lên. Cô không yêu thương gì Lâm Minh, thế nhưng cuối cùng Lâm Minh cũng là chồng của cô. Nhưng mà khi cô vừa mới nói xong, Lâm Minh cũng đã lên tiếng. Được, tôi sẽ đi đổi chỗ cho Tô Cối trở về. Tất cả người nhà họ Tô đều sững sờ, đồng ý một cách dứt khoát như vậy sao? Thật sao? Bà cụ nhà Tô cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên là thật rồi. Là nghe thấy Lâm Minh nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng. Nhưng mà từ nay về sau, tôi sẽ không nợ nhà Tô thêm một chút nào nữa, có hiểu hay không? Lời nói này của Lâm Minh khiến cho cả nhà Tô sửng sốt. Không nợ sao? Khiến cho bọn họ thực muốn nói ra, chính là khi anh ở rể là đã nợ nhà họ Tô rồi. Dù sao, sau khi anh ở rể nhà Tô thì cũng chưa làm được chuyện gì kiếm được nửa xu, hoàn toàn dựa vào Tô Nhan nuôi sống. Chỉ một tên ở rể như anh mà cũng có tư cách nói ra câu này sao? Người một nhà họ Tô đều cười nhạt, đi thôi. Có không chờ người nhà Tô lấy lại tinh thần, Lâm Minh đã quay đầu đi ra về phía ngoài. Khoan đã, bà cụ hô lên. Lâm Minh hơi dừng bước chân. Tô Cương, bà nội. Tô Cương đứng lên. Cháu đi cùng với Lâm Minh đi. Cháu là con trai của Tiểu Cối, chắc là cháu cũng biết phải nói như thế nào rồi. Đừng để cho cậu ta nói bậy nói bạ, miễn cho việc trêu chọc tới người nhà họ Từ mang tai họa đến nhà họ Tô chúng ta. Bà cụ họ Tô trầm giọng nói. Tô Nhan nghe thế, sắc mặt cô trắng bệch. Bà cụ họ Tô không tin tưởng Lâm Minh thì cũng thôi đi. Thế mà còn đề phòng Lâm Minh, sợ rằng Lâm Minh sẽ ở trước mặt người nhà Từ mà anh nói lung tung, khiến cho nhà Tô kết thù với nhà Từ. Rốt cục thì bà cụ họ Tô có coi Lâm Minh như người nhà của mình hay không? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao lần này bà cụ Tô cũng đang đẩy Lâm Minh đi chịu tiếng xấu thay cho người khác mà. Dựa theo tâm tư của người bình thường, sao thể không hận nhà Tô được chứ? Bà nội, sao bà có thể làm như vậy được chứ? Đôi mắt Tô Nhan ngập nước, cô dùng ánh mắt không thể tin nhìn bà cụ. Nhanh nhanh, cháu yêu người đàn ông này rồi sao? Gương mặt bà cụ họ Tô không thay đổi chút nào hỏi cô. Tô Nhan sửng sốt. Yêu sao? Sao có thể như thế được chứ? Nhưng cho dù không yêu thì ít nhất anh ấy vẫn là người chồng trên danh nghĩa của cô mà. Tô Nhan là một người phụ nữ rất có nguyên tắc. Trước khi cô ly hôn, cô sẽ không bao giờ thờ ơ lãnh đạm với Lâm Minh. Bà cụ họ Tô thở dài. Nhan nhi, cháu cũng đừng cảm thấy 3 năm trước nhà Tô thiếu nợ cháu cái gì hết. Việc này nếu muốn trách thì phải trách ông nội của cháu. Nếu như không phải do người ông nội không có mắt kia của cháu cứ cố chấp muốn gả cháu cho Lâm Minh thì chúng ta cũng đã không đối xử với cháu như vậy. Bà nội biết cháu không thích người đàn ông này, thậm chí ngay cả khi đã kết hôn 3 năm rồi, nhưng hai người vẫn chưa bao giờ vượt ranh giới. Nếu cháu đã không thích thì cũng nên chấm dứt mối quan hệ này đi. Lâm Minh sẽ đi phụ trách trách nhiệm này. Sau vụ việc của Tiểu Cối, các cháu đi đến cục dân chính để ký giấy ly hôn đi. Nhanh gì, bà nội sẽ sắp xếp cho cháu một nhà chồng thật tốt, cam đoan cháu sẽ vừa lòng. Những câu nói này có thể nói là đã đánh nát suy nghĩ cuối cùng vì nhà họ Tô của Lâm Mương. Đồng thời cũng khiến cho Tô Nhan cảm thấy kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thì ra, bà của họ Tô thế mà lại có suy nghĩ như vậy. Khó trách bà luôn luôn xa lánh Lâm Minh. Khó trách bà lại luôn đối xử không tốt với Tô Nhan. Bà không chỉ cho rằng Lâm Minh hủy đi tiền đồ của nhà Tô, mà bà còn muốn để cho Tô Nhan biết cái giá của việc không có một nhà chồng tốt là như thế nào, để cho Tô Nhan phải nghe theo những gì bà nói. Tô Nhan chưa bao giờ bị Lâm Minh chạm vào với khuôn mặt xinh đẹp kia của cô, lo gì không kết hôn được chứ. Dù sao bà cụ Tô đúng là bà cụ Tô, quả là rất đa mưu túc trí. Mà chuyện này trông giống như tai họa của Tô Cối, nhưng cũng trở thành một cái cớ tốt để bà lủi Lâm Minh đi. Trong lòng Lâm Minh cười lạnh, ngay lập tức cả căn phòng yên tĩnh. Những người nhà Tô đều âm thầm bội phục trí tuệ của bà cụ Tô, họ cùng nhau nhìn về phía Tô Nhan chờ quyết định của cô. Tô Nhan cúi đầu xuống với mặt tràn đầy sự đau khổ. Lâm Minh cũng không nói lời nào. Không biết qua bao lâu sau, rốt cục Tô Nhan cũng lên tiếng. Ông nội từng nói với cháu rằng nếu muốn ly hôn thì cũng phải đợi 5 năm sau. Bà cụ họ Tô nhíu mày lại. Ông nội cháu đã chết rồi, huống chi cháu chỉ nghe lời ông nội nói mà lại không nghe lời bà nội nói hay sao? Bà cụ họ Tô có chút tức giận nói ra. Nhưng đây cũng là điều mà cháu đang cân nhắc. Tô Nhan tiếp tục nói. Nhan nhi, trong 3 năm này, Lâm Minh là loại người như thế nào? Cháu còn biết rõ hơn chúng ta rất nhiều. Cháu tự để tay lên ngực mình mà tự hỏi xem đi theo cậu ta có hạnh phúc hay không. Trong 3 năm này, cháu đã phải chịu biết bao nhiêu tin đồn nhảm, phải nhận hết sự xem thường của bao nhiêu người. Một người đàn ông như vậy không xứng với cháu. Bà cụ họ Tô mở miệng nói. Ở nhà Tô, bà cụ Tô và Lâm Minh rất ít khi nói chuyện với nhau. Câu nói này của bà cũng không phải là nhắm vào Lâm Minh mà chỉ là nói đúng sự thật. Nhưng mà Tô Nhan còn định nói cái gì nữa?
Đúng lúc này, một bên cạnh truyền đến giọng nói: "Nếu như em muốn ly hôn, tôi sẽ không phản đối." Nghe nói như thế, Tôn Nhan như bị sét đánh, mạnh mẽ quay đầu lại. Là Lâm Minh. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, không vui, không buồn, giống như đã chấp nhận tất cả mọi chuyện. Cũng có chút lương tâm đó. Lưu Diễm cười lạnh nói ra: "Nghĩ như vậy sớm hơn một chút có phải là tốt hay không? Làm cho nhanh như nhà chúng ta lãng phí mất 3 năm thanh xuân ở trên người cậu, thật là không đáng giá chút nào." Trương Vô Huệ cũng mới miệng nói, giọng này có chút chanh chua. Rốt cục tên vô dụng này cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Em họ, những ngày khó khăn cũng đã qua rồi. Tô Mỹ Tâm, Tô Trương Dương cũng lên tiếng ủng hộ. Biết được Tô Nhan sắp ly hôn, thái độ của họ cũng tốt hơn không ít. Dù sao bọn họ cũng không dám cam đoan rằng về sau Tô Nhan sẽ tìm được một nhà chồng như thế nào. Lỡ như có thể lên như diều gặp gió, bọn họ còn phải ôm chặt lấy bắp đùi Tô Nhan nữa. Tô Nhan bị những lời của đám người này khiến cho cô rối cả não. Nhưng khi nghe thấy lời nói của Lâm Minh thì không biết phải làm sao. Cô kinh ngạc nhìn Lâm Minh, hai dòng nước mắt lan xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cô hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Để cho tôi nghĩ một chút." Lâm Minh đứng bên cạnh phải thở dài. Anh biết Tô Nhan muốn ly hôn, nhưng bởi vì di ngôn của ông cụ Tô, cô cũng sẽ không nói ra. Nhưng bây giờ bà nội cũng khuyên giải, cả nhà cũng khuyên, cô bắt đầu mê man rồi. Thực ra thì Lâm Minh cũng không có nhiều tình cảm với Tô Nhan lắm. Sở dĩ anh giúp Tô Nhan là vì anh tôn trọng Tô Nhan. Dù sắp cuộc sống khi anh ngụy trang thành tên phế vật trong 3 năm cũng không dễ dàng gì. Nếu đổi thành người phụ nữ khác thì đã Lâm Minh sang một bên từ rất lâu rồi. Nhưng mà tuy rằng Tô Nhan chán ghét nhưng cũng không bao giờ bỏ anh. Trong xã hội bây giờ có mấy người phụ nữ có thể làm được như thế này chứ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa. Được, bà cho cháu thời gian để suy nghĩ. Bà cũng biết mình không thể ăn đậu lúc còn nóng được, cho nên cũng không nói thêm gì. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, khiến cho những người ở trong phòng sửng sốt. Ai thế? Tô Trường Dương chạy ra mở cửa. Ai là Lâm Minh? Ở cửa đứng một người đàn ông mặc tây trang lạnh lùng nói: "Anh là ai? Nhà họ Từ?" Người đàn ông nói. Những người trong căn phòng không ai là không đổi sắc mặt. Anh tìm Lâm Minh để làm gì? Bà cụ Thu hỏi. Chú Thiên muốn nói chuyện với Lâm Minh. Người nọ cũng không nói thêm gì, phải không? Trong mắt bà cụ Tô lấy một cái, bà nhìn về phía Lâm Minh rồi nói ra: "Lâm Minh, cậu đi cùng anh ta đi. Cậu cố gắng nói ít đi một chút để cho Tô Cương nói, hiểu chưa?" Nhưng Lâm Minh cũng không để ý tới lời của bà cụ Tô, ngay lập tức bước về phía ngoài cửa. Tô Cương vội vã đuổi theo. Nhưng thứ khiến Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tô Nhan thế mà cũng đi theo. "Em đi theo làm gì? Anh là chồng của tôi, sao tôi có thể không đi cùng được chứ?" Tô Nhan khà nhập nói. "Vừa rồi em chỉ cần gật đầu một cái thì em sẽ không còn quan hệ gì với tôi nữa." Tô Nhan không nói gì, chỉ là quay đầu sang một bên. Đây là ái náy hay sao? Tuy nói như vậy nhưng cái đầu này chỉ sợ cũng rất vui vẻ nhỉ. Lâm Minh âm thầm cười khổ. Ba người leo lên xe nhà Từ, trực tiếp đi về phía nhà Từ. Trên đường đi, Tô Nhan vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Cương có chút căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Lâm Minh thì lúc nào trên mặt cũng lộ rõ khinh thường. Anh ta thích vinh hoa phú quý, ở trong mắt anh ta đầu xỏ của chuyện nhà Tô và nhà họ Mã không thể thành thông gia chính là Lâm Minh, cho nên anh ta vẫn luôn oán hận Lâm Minh. Khi đến nhà họ Từ rồi thì biết phải làm như thế nào rồi chứ? Tô Cương đè thấp giọng nói. Lâm Minh nhắm hai mắt lại, thờ ơ không thể để ý tới. Nhìn ra còn tốt lắm đấy. Tô Cương buồn bực nói. Lúc này di động của Lâm Minh rung lên, anh bắt máy. "Thầy Lâm à, thầy đang ở đâu vậy? Tôi có một người bệnh có tình huống rất là nguy hiểm, tôi cũng phải bó tay, không có biện pháp nào hết. Nếu như thầy có thời gian rảnh, liệu có thể chạy đến đây một chuyến hay không? Ngay cả tỉnh Giang Nam này cũng chỉ có thầy là có thể chữa được." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của ông Tần. "Ông Tần, bây giờ tôi đang có chút chuyện gấp, có lẽ không tới được." Lâm Minh bình tĩnh nói. "Việc gấp gì vậy chứ, không để sao được sao, mạng người quan trọng hơn mà." Giọng của ông Tần được nâng lên cao tới quãng 8. "Chuyện này của tôi cũng liên quan tới mạng người, chờ tôi xử lý xong rồi đi qua chỗ ông, người bên ông có thể chống đỡ được bao lâu nữa?" Lâm Minh hỏi. 5 giờ, vậy là đủ rồi." Lâm Minh có điện thoại. Bình thường anh cũng không hay chữa bệnh cho mọi người, trừ phi là có người quen nhờ anh, hoặc là anh cho rằng người này có giá trị. Dù sao thì anh cũng không phải là một vị thánh nhân hành y cứu thế. Mà ở trong biệt thự, ông Tần thả điện thoại xuống, thở dài. "Ông Tần, người kia nói như thế nào?" Từ Thiên bước lên phía trước hỏi ra. "Cậu ấy có chút việc cấp, muốn chút nữa mới tính được, chắc là không có vấn đề gì. Tôi đi vào trước để xem tình huống của Từ Diệu Niên, nếu như có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại mò hỏi thăm một chút, yên tâm không sao đâu." "Làm phiền ông rồi." Từ Thiên cảm kích nói. Ông Tần đi vào trong phòng, Từ Tú Huyền được sắp xếp để vào phụ giúp. Từ Thiên thì lại đứng ngồi không yên, mà cậu chủ Mã lại đứng ở một bên hiếp mắt cười. Anh ta không biết người bạn mà ông Tần nhắc đến là ai, nhưng anh ta biết những chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất thú vị. 30 phút sau, Từ Phần chạy đến. "Cha, người nhà Tô đến rồi,
còn có cả tên Lâm Minh kia nữa. Gọi bọn họ đến đây. Vâng. Tô Cối, Tô Cương, Tô Nhan và Lâm Minh ngồi trên sofa. Tô Nhan và ba cha con Tô Cối vô cùng căng thẳng. Tô Cối đứng ngồi không yên. Chỉ có Lâm Minh là thờ ơ, không hề có cảm giác căng thẳng. Thậm chí anh còn cầm lấy chén trà do người hầu pha, thưởng thức vô cùng tao nhã. Ngu ngốc, chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Tô Cương trừng mắt nhìn Lâm Minh, trong lòng thầm mắng. Vẻ mặt của Thừa Thiên lạnh lùng ngồi sofa đối diện. Cầu Mã ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Lâm Minh, cười lạnh liên tục. Tô Cương đã nói hết những gì nên nói, có thêm mắm thêm muối nhưng đã không còn quan trọng nữa. Cho nên nói Tô Cối, ý của nhà họ Tô các người là quá trình chữa trị của ông không có vấn đề, là cháu rể của ông hướng dẫn sai cho ông, cho nên mới khiến cho ông cụ và tôi biến thành bộ dạng như thế này, đúng không? Thừa Thiên lạnh lùng nói, cho dù là đi con đường pháp luật hay là hoặc là bồi thường xin lỗi, Tô Cố tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm này. Có lẽ là nhìn thấy con trai mình cũng đến đây, cho nên Tô Cối bình thản đến không ngờ. Có nghĩa là ông muốn chịu trách nhiệm sao? Đúng vậy, ông gánh vác nổi trách nhiệm này sao? Tô Thiên đột nhiên đập bàn, Tô Cối rùng mình hơi run sợ. Chẳng qua Tô Thiên không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa, mà trầm giọng lạnh nhạt nói, các người chỉ là một đám người bình thường, Tô Thiên tôi cũng không có tâm trạng so đo với các người. Lần này coi như là các người gặp may, ông Tần biết một vị bác sĩ nổi tiếng, bệnh tình của ông cụ hẳn là có thể ổn định. Nếu ông cụ không sao, tôi cũng sẽ khoan dung mà độ lượng. Tô Cối, tôi muốn ông phải quỳ gối trước giường ông cụ để xin lỗi, sau đó sinh hoạt thường ngày, đồ ăn thức uống của ông cụ, chăm sóc ông ấy ổn thỏa cho đến khi ông ấy bình phục, hiểu chưa? Tô Cối vừa nghe thấy hết sức vui mừng, liên tục gật đầu, à chắc chắn không thành vấn đề, tôi lập tức xin phép nghỉ ở bệnh viện. Tầm mắt của Tử Thiên dừng lại trên người Lâm Minh, rồi lại nhìn sang Tô Nhan ở bên cạnh, im lặng một lát rồi mới mở miệng. Chàng trai trẻ, sau khi cậu đi xin lỗi ông cụ, lập tức ly hôn với vợ cậu, chuyện này tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu. Lời này vừa nói ra, Tô Cối và Tô Cương đều sửng sốt. Vẻ mặt của Tô Nhan cũng kinh ngạc, nhưng Lâm Minh lại hiểu rõ mọi chuyện. Là Mã Phong yêu cầu ông nói như vậy sao? Lâm Minh buông chén trà xuống. Bác sĩ nổi tiếng chữa trị cho ông cụ là nhà họ Mã mời đến. Tôi là người ân oán rõ ràng. Chẳng trách lại gọi tôi đến đây, hóa ra là vì luyện chuyện này. Lâm Minh lắc đầu cười nhạt, nhưng phải làm cho các người thất vọng rồi, bởi vì tôi từ chối. Lông mày của Từ Thiên nhíu lại. Lâm Minh, cậu đã nói gì thế? Cậu muốn chết sao? Muốn chết cũng đừng lôi theo chúng tôi. Tô Cương nóng nảy, còn bất chấp đây là đâu, lập tức hét lớn lên. Tiểu Cương, Tô Cối quát nhẹ một tiếng. Tô Cương hơi choáng váng. Tô Cối vừa còn nói, Lâm Minh, Tiểu Cương cũng nói, mọi người trong nhà để hy vọng hai đứa ly hôn. Cuộc hôn nhân này của cậu đã định sẽ ly hôn. Bây giờ tổng giám đốc Từ không truy cứu trách nhiệm, chỉ cần cậu làm một chuyện nhỏ như vậy thôi, tại sao cậu lại từ chối chứ? Chẳng lẽ cậu một hai phải làm cho chuyện này ở Mỹ không thể cứu vãn được mới cam lòng sao? Tôi không nợ nhà Tô các người, tôi chỉ nợ Tô Nhan. Trừ khi Tô Nhan chủ động kêu tôi ly hôn, nếu không tôi sẽ không chủ động ly hôn với cô ấy. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sao mặt của họ thay đổi? Cũng có chút cá tính. Mã Phong ở bên giận dữ người nói. Lâm Minh, anh thực sự cho rằng chúng tôi không đối phó được anh sao? Các người cũng muốn giết tôi sao? Lâm Minh buông chén đà xuống, liếc mắt nhìn anh ta. Mã Phong tiến lên vài bước, thấp giọng cười lạnh. Bây giờ xã hội cai trị bằng pháp luật, tôi cũng không có can đảm này. Nhưng nhà Từ thì khác. Anh cho rằng bọn họ chỉ là tập đoàn tài chính xí nghiệp đơn giản như vậy sao? Bọn họ liên quan đến rất nhiều thứ. Ví dụ như vùng trung gian của Nam Thành, muốn giết chết một người bình thường như anh quá thật đơn giản, giống như bóp chết con kiến. Sợ uy hiếp trắng trợn hoàn toàn không thèm che đậy, nhưng Lâm Minh không sợ. Tôi ở Giang Thành bóp chết con kiến, còn phân biệt nó ở đất bằng phẳng hơi ở vách tường hay sao? Mã Phong lạnh lùng cười nói, vẫn là câu nói kia, tôi sẽ không ly hôn. Rượu mà không uống là thích uống rượu phạt. Mã Phong hoàn toàn tức giận, anh ta quay đầu nhìn Từ Thiên, lông mày của Từ Thiên cũng nhíu lại. Quả thực ông ta hơi đánh giá cao Lâm Minh. Nếu đổi lại là người bình thường, sớm đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng Lâm Minh không chỉ không thay đổi sắc mặt, ngay cả hô hấp cũng không rối loạn, giống như một người làm việc lớn, nhưng giống như chứ không phải là. Huống chi lần này nếu không có Mã Phong thì ông cụ có thể đã đi đời nhà ma. Từ Thiên không muốn nợ nhà Mã quá nhiều, kéo xuống. Từ Thiên phất phất tay, sắc mặt không thay đổi nói ra, dạ chú Thiên. Hai người đàn ông mặc vest bên cạnh lập tức tiến lên. Các người muốn làm gì? Tô Nhan sốt ruột hét lên. Đánh gãy chân của cậu trước coi như là dạy dỗ, yên tâm đi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, cũng sẽ đưa cậu đến bệnh viện, nên bồi thường bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ trả không thiếu. Nhưng nếu cậu còn cứng đầu không chịu hiểu thì có thể không chỉ dừng ở đó. Dù sao thế giới này một cái mạng cũng có giá niêm yết rõ ràng. Từ Phấn ở bên cạnh lạnh lùng cười nói, loại chuyện này Từ Phán thấy rất nhiều, cũng đã làm rất nhiều rồi. Ông cụ Từ qua đứa con, còn đại cả tên Từ Nam Đống, còn trai thứ hai tên là Từ Thiên, Nam Đống quản lý thương nghiệp, Từ Thiên
quản lý vùng trung gian, đừng nhìn Từ Thiên lịch sự văn nhã nhưng ở Nam Thành cũng khiến cho người nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tô Nhan nghe thấy câu này sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, nhưng cô lại bất ngờ đứng trước mặt Lâm Minh, giang hai tay ra bầu dạng muốn bảo vệ Lâm Minh. Cô gái ngốc này, nguyên tắc của cô quả thật quá mạnh, mạnh mẽ mà có phần đáng yêu. Nhưng thủ hạ của chủ thiên cũng không phải hạng người nhân từ hay nương tay gì. Hai người đi về phía Lâm Minh, Mã Phong ở bên cạnh cũng chạy về phía Tô Nhan. Nhan Nhi, em lại đây, việc này em đừng quan tâm, cút ngay. Tô Nhan quát lớn về phía Mã Phong. Tô Cối và Tô Cương ở bên cạnh không nói lời nào. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm Lâm Minh như thế nào. Về phần cậu Mã và Tô Nhan, bọn họ ước gì hai người sớm có kết quả, nhưng bây giờ lại vô cùng tuyệt vọng. Tô Nhan hoàn toàn không ngăn được hai tên vệ sĩ và Mã Phong. Cho đến lúc này, Lâm Minh đã mở miệng. Chờ một chút, cậu đồng ý rồi sao? Tờ Thiên đẩy mắt kính lên trên mũi hỏi ra. Không đồng ý, nhưng tôi chỉ muốn nói một câu. Nói cái gì? Tờ Thiên nhíu mày. Để cho Tô Cối và Tô Cương trở về nhà tôi, sau đó kêu Mã Phong xin lỗi vợ của tôi. Lời này vừa nói xuống, mọi người đều ngơ ngác. Lâm Minh, cậu đi được sao? Anh đang hoang tưởng cái gì vậy? Cậu Mã và Tô Cương kinh ngạc khiêu khích. Tờ Thiên hơi cụt hứng. Ông ta cảm thấy nói chuyện với người như Lâm Minh quá thật là lãng phí thời gian. Chút kinh nghiệm cuối cùng của ông ta cũng đã tiêu tan hết. Ông không chịu sao? Lâm Minh hỏi. Dựa vào đâu? Từ Thiên trả lời ba chữ, dựa vào ông sắp chết. Lâm Minh nói. Từ Thiên không muốn tiếp tục nói lời vô ích, đơn giản nhắm mắt lại. Hai gã vệ sĩ đã đi tới, không để ý tới Tô Nhan, một trái một phải muốn kéo Lâm Minh đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhan trắng bệch, muốn kêu Tô Cương giúp đỡ, nhưng Tô Cương thờ ơ, Tô Cối cũng ngoảnh mặt làm thinh. Nước mắt của Tô Nhan đã sắp chảy ra, nhưng vào lúc này, Từ Thiên ngồi bên kia đột nhiên toàn thân run lên, sau đó trực tiếp lăn xuống khỏi sofa, cả người nằm trên đất co giật điên cuồng, mồ hôi lạnh tràn ra khuôn mặt. Khuôn mặt đang hồng hào bỗng nhiên trở nên tái nhợt hơn cả tờ giấy. Cha! Từ Phấn hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Chú Thiên, là sao vậy? Hai gã vệ sĩ kia cũng nhanh chóng lao qua. Từ Cối vội vàng đi đến kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân. Từ Thiên đột nhiên ngã xuống, ông ta vẫn giữ được tỉnh táo nhưng cả người co giật điên cuồng, đã không đứng dậy nổi, giống như là phát điên. Cậu Mã hoảng sợ thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Từ Thiên đột ngột ngã xuống, anh ta lại nhìn Lâm Minh run rẩy nói: Lâm Minh, có phải là anh làm không? Anh đã làm gì chú Thiên? Lời này vừa rơi xuống, Tô Cương và Tô Cối líu lưỡi không thôi. Bọn họ líu lưỡi không phải vì thực sự tin lời cậu Mã nói, mà trong suy nghĩ bọn họ chắc chắn Từ Thiên đã phát tác căn bệnh chính nào đó, một kẻ vô dụng như Lâm Minh thì có thể làm gì chứ. Nhưng cậu Mã không biết tốt xấu gì, trực tiếp đổi cái đồ đen cho Lâm Minh, đây là muốn giết chết Lâm Minh ngay lập tức. Hại ông cụ Từ lại hại Từ Thiên, nhào Từ không phải sẽ xé xác Lâm Minh sao? Tao muốn mặt của mày. Quả nhiên Từ Phấn không nhẫn nại được, hai mắt anh ta đỏ bừng, mất hết lý trí, không còn phân biệt được bất cứ điều gì mà bất chấp lao tới muốn đánh Lâm Minh. Tô Nhan hét lên một tiếng nhưng căn bản không ngăn được ông ta. Trường hợp này đã hoàn toàn không thể khống chế được. Biệt thự có vẻ vô cùng ồn ào náo động, nhưng vào lúc này, két, cửa phòng mở ra, Tần Bách Tùng thò đầu vào, trợn mắt nhìn vào phòng khách, nhíu mày quát lớn: Có chuyện gì thế? Tại sao bên này lại ồn như vậy chứ? Động tác của Từ Phán bị đình trệ, bọn vệ sĩ cũng đơ ra. Đột nhiên Tần Bách Tùng như chú ý tới cái gì đó, nét mặt già nua thay đổi, kinh ngạc vui mừng không ngớt: Thầy Lâm, sao ngài lại ở đây? Thầy Lâm! Trong phào lòng Từ Phấn khẽ run lên, nhìn theo ánh mắt của Tần Bách Tùng chỉ vào Lâm Minh với mặt đờ đẫn: Ông Tần, ngài biết người này sao? Đương nhiên là biết. Tần Bách Tùng phấn khởi nói: Người này chính là vị thần y mà tôi nói có thể chữa khỏi bệnh trong nội từ diệu nên của cậu đó. Các người mời cậu ấy đến đây lúc nào vậy? Giọng nói vừa rơi xuống, người nhà Từ chết lặng. Cậu Mã như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ.